Chào các bạn, đây là chiếc Asus Slider, cái thế hệ máy tính tính bảng chạy Android thứ hai của Asus sau cái Transformer. Dĩ nhiên cái Slider này không phải là cái thay thế cho Transformer, nhưng mà nó là cái thứ hai mà Asus làm. Thì tại sao chúng ta gọi nó là Slider? Bởi vì bình thường nó là một cái máy tính bảng như thế này, một chiếc máy tính bảng bình thường với màn hình lớn ở mặt trên, không có phím, và chúng ta trượt lên, tức là chúng ta tiếng Anh gọi là slide lên, thì nó thành một cái máy tính bảng với cái bàn phím. Thấy tư tưởng mà nhét bàn phím vào trong cái máy tính bảng nó giống như tư tưởng mà Asus làm với cái Transformer của mình, và đây là cái thành công của Asus, bởi vì nó khác với phần còn lại của những cái máy tính bảng khác, đó là điểm mạnh của nó. Thì cái bàn phím của Slider này nó tương tự như bàn phím của Transformer. Nên mình sẽ zoom sát lại cho các bạn xem thấy cái từng phím của nó và độ dày của phím. Đó. Thì những ai mà không thích cái việc nhập liệu trên bàn phím mềm thì đây là một cái rất là hay. Bây giờ mình sẽ không nói về nó nữa, mình sẽ giới thiệu chung. Thì bình thường thì Slider giống như một những cái máy tính bảng khác, gồm một cái mặt phẳng không có nút. Và ở Slider thì mặt trước chúng ta thấy nó nhìn nó hiện đại hơn là Transformer, bởi vì những cái nó không phân biệt gạch nữa, nó là gồm một cái miếng kính lớn và tận ngoài cùng với chúng ta mới có những cái mép nhỏ thôi, một miếng kính phẳng bên ngoài. Và cái Asus cũng làm nó dạng bầu chứ không có vuông vức và thẳng như là ở Transformer. Mặt trước mình đánh giá là cái mặt trước của Slider nó đẹp hơn và nó khác biệt so với những cái máy tính bảng ở trên thị trường có góc bo tròn tròn. Và phía trên của Slider thì chúng ta phải có một cái webcam ở đây. Đây là cạnh dưới của Slider, thì cạnh này chúng ta chỉ thấy một số cái màng loa thôi. Ở bên cạnh trái các bạn sẽ thấy nó có cái các nút. Ở đây có khe thẻ micro SD, có nút để gắn khóa cái máy vào bàn, cái nút tăng giảm được và nút tắt mở máy. Ở đây chúng ta có một cái mic để gọi điện thoại Skype hay là để quay phim. Đây là cạnh trên. Cạnh trên của Slider các bạn thấy có một cái cổng 30 chân, cổng của Asus. Và bên cạnh đó là cái cổng mini HDMI. Ở giữa thì các bạn thấy là nó có một cái ngàm. Thì từ cái ngàm này các bạn trượt cái máy lên. Các bạn một cái tay đặt vào dưới, một cái tay vào màn hình và các bạn kéo lên. Thì các bạn kéo lên thì tự động cái màn hình nó trượt lên. Cái thao tác trượt đó là cái tên của cái máy. Và ở bên cạnh bên phải thì chúng ta thấy là nó có một cổng USB và một cái lỗ cắm nguồn. Vậy là cái Slider này chúng ta có cổng USB bình thường, cái cổng tiêu chuẩn, và một cái khe thẻ micro SD, một cổng MIDI HDMI. Vậy là bản thân nó là nó đã không cần phải những cái cổng gắn thêm, và các bạn có thể gắn được thêm những cái thiết bị gắn ngoài qua cổng USB tiêu chuẩn và nối ra màn hình ngoài qua cổng mini HDMI. Và chúng ta có thể mở rộng cái bộ lưu trữ bằng cái khe micro SD. Đó là những cái phần xung quanh của Slider. Và bây giờ là mặt sau. Thì mặt sau của Slider thì mình không thích lắm, bởi vì nó khá là lộn xộn, nó không đơn giản như là mặt sau của Transformer. Mặt sau của Slider được chia làm hai phần, phần trên và phần dưới. Rõ ràng hai màu khác nhau. Và chúng ta thấy có cái camera 5 megapixel ở mặt sau. Thì cái camera này chắc là tương tự camera ở Transformer. Ở cái mặt sau này của Slider thì các bạn thấy nó có 5 cái cục cao su. Thì 5 cái cục cao su này sẽ giúp cho Slider đứng vững hơn khi đặt ở trên bàn. Bởi vì khi chúng ta trượt lên thì khi đó cái mặt sau sẽ là mặt mà nằm im và vuông góc với mặt bàn. Nó sẽ nằm thẳng lên mặt bàn, còn cái màn hình sẽ được trượt lên. Đây là cái bàn phím
của Slider. Bàn phím Slider là cái giúp nó trở nên khác biệt so với những cái sản phẩm máy tính bảng khác. Và các bạn thấy là khi mà cái slider được trượt lên thì cái màn hình nó sẽ tạo một góc nghiêng khoảng chừng 45 độ so với cái bàn phím. Và khi chúng ta ngồi vuông góc với lại cái bàn phím thì chúng ta sẽ có một cái nhìn khá là thoải mái vào cái màn hình. Tuy nhiên nó cũng gây khó chịu bởi vì cái góc này là góc cố định, chúng ta không thể nào nghịch nó lên nghịch nó xuống được, thì cái đó là cái khó chịu. Và cái khớp của slider thì các bạn thấy là cái bộ khớp nó nằm trên cái này hết, và cái chỗ này là không có khớp, chỗ này chỉ có hai cái cục chặn cái màn hình lại cho nó chỉ di chuyển tới đó thôi. Đây là mặt sau của khớp. Mình thực sự rất thích cái bàn phím cứng, và đây là cái máy mà mình rất thích, thích hơn con Transformer. Về cấu hình thì con slider này nó giống cái cấu hình của con Transformer. Nó có nó sử dụng bộ vi xử lý 2x1GB, RAM 1GB, bộ lưu trữ là 16 hoặc là 32GB. Thì Asus có chia sẻ là họ sẽ bán cái con slider này ở Việt Nam với giá khoảng chừng $580, tức là khoảng chừng sau thuế, tức là khoảng chừng 12 triệu gì đó. Thì mình nghĩ đó là một cái giá rất là hay, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn.